chuỗi OneSK, nơi các bạn có thể tìm thấy rất nhiều các bài tập rèn luyện sức khỏe và cải thiện vóc dáng từ những bộ môn tập luyện hot nhất hiện nay. Tôi là Thảo Trương, huấn luyện viên aerobic. Chắc hẳn tất cả các bạn ai cũng mong muốn có một cơ bụng săn chắc và không có mỡ thừa phải không nào? Vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập tập trung vào cơ bụng trên và cơ bụng dưới, giúp các bạn có thể giảm mỡ tăng cơ một cách hiệu quả. Đừng chần chừ nữa, chúng ta cùng tập ngay thôi! Chúng ta cùng vào phần warm up nào! Giữ thẳng lưng nào. Năm, sáu, bảy, tiếp tục giữ nhau chân. Không ngả quá sâu về đằng trước. 5, 6 và về. 5. Các bạn có thể cảm nhận được chính là tiếp tục lần nữa lên ngang. 5, 6, 7, lần cuối cùng nào. Chân rộng hai bên. Chuyển nào. Làm nóng người rồi đúng không ạ? Bắt đầu phiêu theo nhạc nhá. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Bật về bên trước, hóp bụng. Hóp bụng. Tay vuông. 1, 5, 6, 7, 8, 2, 2, cố gắng hóp bụng một người sâu. Năm, sáu và chuyển lề. 1, 2, 3, 4, gập người xuống. 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiếp và xa. Tay thẳng về trước. Vẫn tiếp tục hóp bụng sâu và người để. Cố bị ép. Chuyển tay sâu. Gập người xuống. Đẩy tay mạnh sâu. Xuống, xuống. 5, 6, 7, nghiêng. Chắc chân nha, hai đầu gối hơi trùng xuống, hơi trùng thôi. 2, 2, 3, 4,
5 6 7 8 và chuyển tay vuông. Tiếp tục hóp bụng và gầm người. Cong người lại này. Hóp bụng này. Hóp chặt. 5, 6, 7, 8, so. Đúng rồi. Hít thở đều nào. Tay đến trước và thẳng. Thẳng. Không gồng cổ nhá, không gồng cổ. Đẩy thẳng tay vào hóp bụng. Phối hợp nhịp nhàng. Xuống, xuống. 2 3 4 5 6 7 và 8 chuyển về. Hai bên rồi bất hơi trùng. Giữ chắc phần thân trên. Đây, kéo xuống. Đây là bài tập vào cơ bụng trên và cơ bụng dưới. Hóp bụng chặt. Dùng lực thân trên và xuống. 5 6 7 8 tay. Vươn thẳng lên nào. Sâu. Sâu. Theo đúng nhịp nha. Hóp hít thở. 5, 6, 7, và 1, 2, 2, và 4, 5, 6, 7, 8, hít thở đều, 6, 7, và chuyển cao, vươn về trước, hóp bụng, giữ chắc trọng tâm, 5, 6, 7, và tiếp tục về cao, cao. Không, 1, 2, 3, 4, 5, đẩy hông lên, 6, siết chặt cơ mông, 8, 2, 2, 3, cảm nhận công dưới, 4, 5, 6, 7, và 8, tiếp tục nặng, sâu, hạ thấp trọng tâm nữa xuống. Lên. 5, 6, 7 và tay sâu. Vặn mình này. Hít thở đều nào. 5, 6, 7 và sâu. Thở lên. Tay kéo thẳng. Ê. 5, 6, 7 và trở về. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và chuyển tay kéo. Bạn mình cảm nhận cơ bụng trên và cơ bụng dưới của mình nặng. Được, siết chặt lại. 2, 2, 3, đổi bên nào sâu. Cố lên. Dùng lực mạnh hơn nữa nào. 5, 6, 7, 8 và 5, 6, chuyển tay cao và sâu. Siết chặt cơ bụng. Tay xuống. Cố lên. 5, 6, 7, đổi. Tay thẳng lên cao này. Xuống. Hít thở đều. Duy trì tốc độ của mình nha. Thả lỏng hít thở. Tay
tay cao và kéo. Kéo. Ép sâu. Gồng chắc cơ bụng nào. Hai gối trùng. 5, 6 đổi bên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và hôm nào 1, 2, 3, 4, siết chặt cơ mông lại. Lên. Chuyển nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vẽ mông theo hình vòng cung này. Đẩy. Trước, sau, trước, sau. 5, 6 và chuyển nào. Chân mở rộng hơn. Nghiêng người chuyển trọng tâm. 5, 6, 7, bàn tay, bàn tay. Kéo, kéo, sổ, lên, lên, sổ, sổ, lên. Bạn mình xuống này, xuống này. 5, 6, và nhanh, và nhanh. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và chuyển. Thả lỏng nào. Hít thở đều. Đẩy hông hai bên. 5, 5, 7, đổi bên nào. Sổ, sổ. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Lên nhanh hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và chuyển nào. Thả lỏng, thả lỏng. Năm, sáu, bảy và chuyển. Chân ra sau. Tay lên cao. Năm, sáu, xuống. Lê. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Lên. Đổi bên. Giữ xuống. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Cố lên. Tám. Và chuyển tay. Vặn sâu. Trùng gối xuống nào. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển về, dậm chân đều, hít thở. 5, 6, 7. Bắt đầu mệt hơn rồi đúng không ạ? Chuyển nha. 5, 6 vào kéo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gối cao nào. Cố lên. 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và dậm chân, hít thở đều. Cố lên. Thấy cơ mình bắt đầu, cơ bụng của mình bắt đầu săn chắc lại hơn rồi chưa ạ? Cố lên. Tiếp tục nha.
Một set nữa nào. Lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và đổi bên nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trụ vững, kéo chân cao, cố lên, siết chặt cơ bụng. 5, 6, 7, 8 và dừng nào. Tiếp tục điều hòa hít thở. Chưa nghỉ đâu nhá. Cố lên. Giờ mới là lúc chúng ta bắt đầu đốt mỡ này. 5, 6, 3, lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, đổi tên nào. 4, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, siết chặt cơ, siết chặt cơ, siết chặt cơ, chừng, chừng, cao lên, cao lên. Trở về động tác ho không, siết chặt cơ mông, đẩy hông lên, nhịp nhàng chậm thôi, không cần nhanh quá. Bạn phải cảm nhận được cơ bụng của mình đang dần co lại. Hai bên, trước sau, cố nào. Hồi bắt đầu ra rồi. Cảm giác thoải mái đúng không ạ? Đúng không ạ? Cố nha. Cố nha. Tay. Tay. Giữ thẳng chân. Giữ thẳng chân. Thân dưới cố định. Thân dưới cố định. Nghiêng vai thôi. Nghiêng vai thôi. Nhẹ nhàng nghiêng. Nhẹ nhàng nghiêng. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và đổi tay. Đừng bỏ qua phần giãn cơ cuối cùng này nha. Nếu không là buổi sau bạn sẽ không tập được tiếp cùng mình nữa đâu. Lê. Nhún chân nhẹ nhàng. Hít thở đều và hít thở đều. Sáu, bảy và bước sâu. Cố lên. Bước một cách nhẹ nhàng. Các bạn đã cảm nhận được cơ bụng của mình bắt đầu săn chắc hơn chưa? Hãy duy trì tập luyện bài tập này thường xuyên để đạt được kết quả tốt nhất nhé. Và đừng quên truy cập vào YSK mỗi ngày để cập nhật những bài tập mới nhất và hữu ích nhất dành cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo của YSK nhé. Tạm biệt.